Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, cuộc khởi nghĩa Yên Thế thắng lợi đã minh chứng hùng hồn về sức mạnh tiềm tàng của nhân dân ta, đóng góp nhiều kinh nghiệm và kho tàng lịch sử quân sự Việt Nam, là chiến thắng oanh điển nhất trước khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo. Và đứng sau chiến thắng lẫy lừng đó, không thể không nhắc đến người anh hùng Hoàng Hoa Thám. Xoay quanh người thủ lĩnh Yên Thế có rất nhiều giai thoại về ông. Trong đó, cái chết của ông vẫn là một ẩn số, chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Liệu có phải ông đã bị thực dân Pháp phanh thây như các tài liệu đã từng ghi chép? Phần mộ của người anh hùng này thực sự ở đâu? Cùng Việt Sử Toàn Thư đi giải mã những bí ẩn xung quanh cái chết và phần mộ của người anh hùng Hoàng Hoa Thám trong video sau đây nhé! Bí ẩn về cái chết của thủ lĩnh được mệnh danh Hùng Thiêng Yên Thế. Trong gần 80 năm thực dân Pháp đô hộ, ở Việt Nam diễn ra hàng loạt những cuộc khởi nghĩa nông dân oanh liệt, chống giặc ngoại xâm. Khởi nghĩa Yên Thế là một trong số đó. Cuộc khởi nghĩa này kéo dài tới gần 30 năm dưới sự lãnh đạo tài tình và quả cảm của lãnh tụ Hoàng Hoa Thám, tức Đế Thám, vị tướng quân linh hồn của cuộc khởi nghĩa. Nhưng cuối cùng, cuộc khởi nghĩa đi vào thoái trào và người anh hùng bị giặc Pháp giết hại. Liệu cụ có thực sự bị bắt và phanh thây hay không? Hoàng Hoa Thám, sinh năm 1858, mất năm 1913, quê gốc ở làng Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, sau khi di cư lên Sơn Tây, Hà Tây, rồi lại lên Yên Thế, Bắc Giang. Trong tác phẩm Chân Tướng Quân, nhà trí sĩ Phan Bội Châu, trên cơ sở tìm hiểu thực tế gặp gỡ của mình với cụ Hoàng Hoa Thám, đã viết về thời thơ ấu của cụ như sau. Hồi còn nhỏ, tính nết hết sức đặc biệt, người khỏe mạnh, béo tốt, sức mạnh như hổ, khi chơi đùa đánh nhau với trẻ chăn trâu, có thể đánh nổi vài chục đứa. Nhưng, ngài rất ôn hòa, được anh em yêu mến, ai cần gì cũng giúp đỡ. Các truyền thuyết ghi chép lưu lại rằng, cả cha mẹ đẻ lẫn cha nuôi của Hoàng Hoa Thám, mặc dù nghèo khổ, nhưng đều là những người trọng nghĩa khí và rất nồng nàn tinh thần yêu nước. Bởi vậy không có gì lạ, khi mới 15-16 tuổi, Hoàng Hoa Thám đã vứt bỏ Do Châu, cởi áo tơi, làm người lính chân đất, gia nhập phong trào chống Pháp. Ghi chép của trí sĩ Phan Bội Châu về Hoàng Hoa Thám. Theo như ghi chép của Phan Bội Châu, vị anh hùng nông dân Yên Thế rất nhanh chóng chứng minh những tài năng hơn người, sự dũng cảm của mình. Khi gặp địch thì xông lên trước tiên, chém được nhiều địch. Chưa đầy nửa năm, tham gia nghĩa quân đã được thăng lên chức đầu mục. Một năm sau được thăng lên chức bang tá. Những cấp bậc và chức danh trong hàng ngũ nghĩa quân khởi nghĩa chống Pháp. Có thể tự chỉ huy một cánh quân, gặp giặc giao chiến một mình, có thể đảm đương một mặt phòng ngự. Cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp kéo dài nhất. Sau khi tham gia những cuộc khởi nghĩa nhỏ lẻ nhưng đều bị thất bại, Hoàng Hoa Thám đã gia nhập nghĩa quân của Hoàng Đình Kinh. Cùng với Bá Phức, Thống Luận, dưới quyền chỉ huy của Hoàng Đình Kinh, Cai Kinh, ông lấy tên là Đề Dương, sau được Cai Kinh đổi tên thành Hoàng Hoa Thám, tức Đề Thám. Sau khi Cai Kinh chết, Đề Thám tách ra hoạt động riêng và trở thành thủ lĩnh của phong trào nông dân Yên Thế, chống được dân Pháp xâm lược. Năm 1980, nghĩa quân Đề Thám xây dựng một hệ thống công sự vững chắc ở thung lũng Hố Chuối. Tại căn cứ này, tháng 12 năm 1890, Đề Thám cùng với trên dưới 100 nghĩa quân đã đánh bại 3 cuộc tấn công của địch, đông tới hàng ngàn người, có Đại Bác yểm trợ và do những sĩ quan cấp cao chỉ huy. Trong trận đánh ở Đồng Hòm tháng 3 năm 1892, Đề Thám diệt mấy chục tên địch. Tiếp đến nhiều trận đánh khác đã gây cho địch nhiều tổn hại nặng nề. Thất bại trong âm mưu tiêu diệt nhanh nghĩa quân, giặc Pháp phải hai lần giảng hòa với Đề Thám. Lần thứ nhất năm 1894, kẻ địch buộc phải để ông làm chủ 4 tổng, Hữu Thượng, Nhã Nam, Mục Sơn và Yên Lễ, tức là gần hết vùng Thượng Yên Thế. Lần thứ hai vào năm 1897, Pháp phải công nhận ông được phép khẩn hoang ở Phồn Xương, được giữ 25 tay súng bảo vệ đất đai của mình. Đồn điền Phồn Xương thực chất là căn cứ chống Pháp. Hoàng Hoa Thám vừa tiếp tục ngấm ngầm huấn luyện quân ngũ, vừa cày cấy khai phá đất đai để tích trữ lương thực. Phồn Xương cũng là nơi thu hút sĩ phu, thủ lĩnh các phong trào yêu nước. Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh đến với Hoàng Hoa Thám để bàn bạc việc phối hợp tác chiến, viện trợ lẫn nhau giữa các phong trào. Hoàng Hoa Thám đã giúp đỡ Duy Tân Hội xây dựng đồn điền Tú Nghệ do Phạm Văn Ngôn và Hoành Xuân Hành phụ trách để luyện tập quân sự. Hoàng Hoa Thám cũng mở rộng hoạt động về tận Hà Nội, liên hệ với Đảng Nghĩa Hưng, tiến hành vụ đầu độc lính Pháp ngày 27 tháng 6 năm 1908. Cái chết đầy bí ẩn của vị lãnh tụ. Trong gần 12 năm tạm hòa hoãn, thực dân Pháp tìm mọi cách để hạ uy tín của lãnh tụ Hoàng Hoa Thám, thủ tiêu ông, nhưng ông luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu mỗi khi thực dân Pháp bội ước phản công.
Từ tháng 1 năm 1909, thực dân Pháp tấn công trở lại, Hoàng Hoa Thám kịp thời đối phó. Ông huy động những tay súng còn lại cùng với những tướng lính tâm phúc như Cả Dinh, Cả Huỳnh, Ba Biều. Tiếp tục cuộc chiến đấu ngày một ác liệt quanh các vùng Phúc Yên, Thái Nguyên, Tam Đảo, Yên Thế. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế dưới sự chỉ huy của Đề Thám đã vươn lên thành một lực lượng kháng chiến uy lực, gây ra những tổn thất nặng nề cho thực dân Pháp và tay sai. Yên Thế trở thành một cái gai khó nhổ của người Pháp. Để dập tắt cuộc khởi nghĩa đầu tháng 11 năm 1909, thực dân Pháp dồn lực lượng về Yên Thế, bao vây Đề Thám. Trong lần tấn công quyết liệt của địch lần này, bà Ba Cẩn, vợ ba Đề Thám bị bắt, nhiều nghĩa quân khác lần lượt hy sinh. Nghĩa quân Yên Thế dần dần tan rã, Đề Thám chỉ còn lại một mình, với hai người nghĩa quân sống ẩn náu trong núi rừng Yên Thế. Ngày 10 tháng 2 năm 1913, ông bị bọn tay sai của Pháp sát hại. Theo một số nguồn tư liệu, vào đầu năm 1913, khi Hoàng Hoa Thám di chuyển tới vùng Hồ Lẩy trong khu rừng Tổ Cú, kẻ thù đã sắp đặt cho ba tên tay sai trá hình đến tiếp cận, rồi bất ngờ hạ sát ông cùng hai chiến binh thân tín nhất vào sáng mùng năm Tết, năm Quý Sửu, tức ngày 10 tháng 2 năm 1913. Sau đó, chúng cắt thủ cấp của ông, mang ra bêu tại chợ Nhã Nam để thị uy dân chúng, rồi cho đốt đầu Đề Thám thành tro và đổ cả xuống ao mất dấu tích. Theo nhiều tài liệu lịch sử, địa điểm Hối Lẩy chính là nơi Đề Thám bị sát hại. Cuốn khởi nghĩa Yên Thế của hai tác giả Khổng Đức Thiêm và Nguyễn Xuân Cần do Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bắc Giang, Hội Khoa học Luật sư Việt Nam xuất bản năm 1997 đã ghi rõ Đề Thám bị giặc giết hại tại Hố Lẩy, Tân Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang vào sáng mùng năm Tết, ngày 10 tháng 2 năm 1913. Giặc đã chặt đầu cụ cùng hai người thủ hạ nộp cho đồn trưởng chợ Gồ và sau đó mang ra Nhã Nam. Tại đây, trước cổng lớn của đồn binh, ba cái đầu đã được bêu ở đó nhiều ngày. Được một thời gian, giặc Pháp mang đầu cụ xuống cao thượng thiêu xác và đầu, rồi đổ tro xuống trước ao thành phủ mộc. Trong cuốn Tìm hiểu Hoàng Hoa Thám do Sở Văn hóa Thể thao Hà Bắc xuất bản năm 1984, căn cứ trên tài liệu của Bussé, đại lý Pháp tại Nhã Nam Yên Thế, nhà nghiên cứu Tôn Quang Việt đã nêu việc cụ Đề Thám cùng hai thuộc hạ bị những kẻ tay chân của thực dân Pháp sát hại rồi vùi xác xuống Hố Lẩy, mang thủ cấp về Nhã Nam lĩnh thưởng. Thế nhưng có nhiều truyền thuyết cho rằng cụ Hoàng Hoa Thám chưa chết mà cái chết của cụ chỉ là giả tạo để trốn tránh thực dân Pháp. Cho tới nay, vẫn chưa có kết luận thống nhất nào về những ngày cuối cùng của Hùng Thiêng Yên Thế vì tồn tại nhiều giả thuyết khác nhau về cái chết của người anh hùng này. Tuy nhiên, nhiều người không tin rằng Hùng Thiêng Yên Thế lại dễ dàng để cho kẻ thù hạ sát như vậy. Họ cũng không tin rằng thủ cấp được bêu ra ở chợ Nhã Nam năm đó thực sự là thủ cấp Hoàng Hoa Thám. Theo Lý Đào, một cận vệ cũ của Đề Thám, một người từng nhiều lần cắt tóc cho ông, trên đầu Hùng Thiêng Yên Thế vốn có một đường gồ chạy từ trán lên tới đỉnh. Trên khuôn mặt có bộ râu ba chòm. Thế nhưng, trên cái thủ cấp mà thực dân Pháp đã cắm ở chợ Nhã Nam lại không có đường gồ và cằm cũng không có râu. Một số người dân làng Lèo cho rằng thủ cấp bị bêu đó chính là của sư ông trụ trì ở chùa Lèo. Sư ông này bình sinh có dung mạo khá giống với Đề Thám và từ hôm cái thủ cấp bị bêu ra thì cũng không thấy ông sư xuất hiện ở đâu nữa. Xoay quanh cái chết của cụ Hoàng Hoa Thám, một số nhà nghiên cứu cho rằng có thể người anh hùng Yên Thế đã thoát được khỏi âm mưu ám sát và đã đổi tên họ để sống ẩn dật trong dân gian. Thưa quý vị, tin rằng cái chết của cụ Hoàng Hoa Thám không như sử sách đã ghi chép, nên sau này hậu duệ của cụ đã tiến hành công cuộc tìm kiếm phần mộ với mong muốn giải đáp những thắc mắc và mang cụ về để thờ phụng, xứng đáng với tầm vóc của một vị danh nhân. Hơn 100 năm đã đi qua, hậu duệ của vị anh hùng này vẫn ngày đêm miệt mài tìm kiếm nơi an nghỉ của cụ. Vậy đâu mới chính là mộ cụ Hùng Thiêng Yên Thế? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư tìm hiểu về hành trình tìm mộ Đề Thám trong phần tiếp theo của video. Cuộc truy tìm mộ cụ Đề Thám được hai người cháu nội tên là Hoàng Thị Hải, sinh năm 1930 và Hoàng Thị Điệp, sinh năm 1932, con gái ông Hoàng Hoa Phồn. Ông Hoàng Hoa Phồn là con trai út duy nhất của cụ Đề Thám với bà Đặng Thị Nho. Trong những ngày nguy cấp của cuộc khởi nghĩa, cụ Đề Thám đã đem ông Phồn gửi một người nghĩa quân nuôi giấu, nhờ đó mà thoát chết. Bà Hoàng Thị Điệp kể lại với con cháu rằng, cụ Đề Thám chết vì bệnh tật chứ không phải chết vì bị giặc giết hại. Những lời kể này được con cháu ghi lại làm tài liệu, hiện vẫn còn lưu giữ. Cụ Điệp nhớ lại trước kia đã được mẹ nói lý do chết của cụ Hoàng Hoa Thám. Mẹ tôi kể lại rằng, cụ không phải bị quân Pháp chặt đầu mà chết vì bệnh kinh lỵ,
Cụ vốn đã kiệt sức và ốm nặng trong quá trình kháng chiến nên sức khỏe rất yếu, mắc bệnh mà chết. Sau này tôi hỏi lại nhiều lần và đều được mẹ tôi trả lời như vậy. Bà cùng con cháu đi hết các nơi nghi là phần mộ của cụ để tìm kiếm. Bà nhờ các cơ quan chức năng như là Viện Sử học, Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bắc Giang và Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người vào cuộc để tìm. Gia đình đã tiến hành nhiều cuộc tìm kiếm ở các nơi nghi vấn như Yên Thế, Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và thung lũng Đồng Sinh của tỉnh Lạng Sơn. Cuộc tìm kiếm diễn ra mười mấy năm trời, bắt đầu từ những năm 1990 của thế kỷ trước. Năm 2005, cụ Hoàng Thị Hải mất, cụ Hoàng Thị Điệp lại tiếp tục hành trình cùng các con cháu. Cuộc tìm kiếm phần mộ ở thung lũng Đồng Sinh. Vì công việc tìm kiếm mộ rất khó khăn, nên gia đình hậu duệ cụ Đề Thám nhờ cơ quan chức năng có sự tham gia của Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người giúp đỡ. Một trong những nơi đoàn tìm kiếm đầu tiên là thung lũng Đồng Sinh, Đông Ma thuộc Tân Lập, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Có nhiều lý do để tin rằng cụ Hoàng Hoa Thám đã an nghỉ tại đây vì nơi này từng là chốn lui về của nghĩa quân Yên Thế. Hai thung lũng này được bao bọc bởi dãy núi Cai Kinh. Đây là nơi hiểm yếu, để vào được chỉ có một con đường duy nhất là băng qua hang tối, một hang đá rộng thông từ bên này qua bên kia của dãy núi Cai Kinh. Theo đoàn khảo sát, nơi này có nhiều nghi vấn hợp lý hơn cả vì đây chính là đại bản doanh của Cai Kinh. Người đầu tiên gây dựng phong trào khởi nghĩa Yên Thế và cũng là chỉ huy, người thầy của cụ Hoàng Hoa Thám. Sau này tên của Cai Kinh được đặt cho dãy núi. Vì vậy sau giai đoạn cuối của cuộc khởi nghĩa Yên Thế, rất có thể cụ Đề Thám đã rút quân về đây ẩn náu, tránh sự truy sát của thực dân Pháp. Lý do chọn nơi đây để ẩn náu đó là bởi chỗ duy nhất thực dân Pháp không dám đánh tới vì toàn bộ xung quanh là rừng núi. Nếu bị tấn công cũng dễ bề phòng thủ hoặc lui sang Mạn Võ Nhai, Thái Nguyên hoặc quay về Yên Thế, Bắc Giang. Sau 8 tháng khảo sát cuối tháng 12 năm 2009, đã bắt đầu tìm kiếm ở đây. Dưới sự giúp đỡ của Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người, các cuộc khai quật được tiến hành ở giữa các thung lũng và các gò cao. Thời gian đào bới tìm kiếm là 2 tuần, cùng với máy xúc và sự giúp đỡ của một đơn vị bộ đội công binh gần đó. Cuộc tìm kiếm tập trung nhiều nhất là ở một chiếc gò cao giữa thung lũng, vị trí được các nhà ngoại cảm chỉ dẫn là nơi cụ Hoàng Hoa Thám yên nghỉ. Sau nhiều ngày tiến hành khai quật, các hố khai quật được mở, có tìm được một số dấu tích chứa di cốt người nhưng không có cơ sở để khẳng định đó là hài cốt của cụ Hoàng Hoa Thám. Theo chỉ dẫn của các nhà ngoại cảm, cụ Hoàng Hoa Thám khi mất được chôn cất bằng gỗ tốt nên không có lý do gì mà không còn lại dấu tích của xương cốt. Vì vậy, cuộc tìm kiếm ở thung lũng Đồng Sinh, Đông Ma, Tân Lập, huyện Hữu Lũng đã tạm gác lại. Cuộc tìm kiếm phần mộ tại Yên Thế. Nhiều tài liệu lịch sử còn ghi lại, Hố Lẩy chính là nơi Đề Thám bị sát hại. Vì vậy, địa điểm tìm kiếm tiếp theo được tiến hành tại Hố Lẩy Yên Thế, nơi được cho là có mộ cụ Hoàng Hoa Thám tại địa danh Hố Lẩy nằm cuối vườn vải nhà chị Nguyễn Thị Thủy, thôn Đồng Gia, xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế. Chỉ là một khu đất bằng phẳng. Theo lời kể của chị Thủy, trước đây ngôi mộ được đắp cao, phía trước có tấm bia xây bằng gạch. Nhưng mấy chục năm qua, những dấu tích đó đã không còn nữa. Nơi đây cũng từng được Phòng Văn hóa Thông tin huyện tiến hành khảo sát ngay từ những năm 90-91. Tuy nhiên, kết quả thu được không rõ ràng. Việc tìm kiếm cũng được tiến hành tại làng Chủng, nơi con trai út của cụ Hoàng Hoa Thám là Hoàng Hoa Phồn sống ở đó. Vì có thuyết kể rằng, cụ Đề Thám mất và được chôn tại làng Chủng, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên. Cụ đã sống tại gia đình cụ Thống Luận cho tới khi nhà mắt xuôi tay. Chính Thống Luận đã nuôi Đề Thám khi cụ bị bệnh, đã chôn Đề Thám khi Đề Thám chết. Về sau, Thống Luận còn gả con gái của mình cho con trai út của Đề Thám là Hoàng Hoa Phồn. Ở làng Chủng cũng có một ngôi đền thờ Hoàng Hoa Thám, ngôi đền tọa lạc trên một khu đất cao, cách đó vài trăm mét có tấm biển ghi, nơi đây lãnh tụ phong trào khởi nghĩa Yên Thế đã sống thời niên thiếu. Cũng có thuyết cho rằng mộ cụ được chôn dưới nền đình làng Chủng. Lại cũng có người cho rằng xưa kia Thống Luận đã chôn cụ ngay dưới gốc cây đa để che mắt kẻ thù. Thưa quý vị, những cuộc tìm kiếm diễn ra ở một số khu vực được cho là nơi cụ an nghỉ nhưng đều không có kết quả. Chỉ đến khi người ta phát hiện một ngôi mộ ở xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa với nhiều chứng cứ xác thực thì tưởng chừng đã có cơ sở tìm ra nơi an nghỉ của cụ Đề Thám. Đến đây thì thời lượng của chương trình xin phép dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.